Sẽ là bao lâu ta mới được gặp nhau đây? Thời gian rất dài sẽ có những nỗi buồn luôn bao vây. Tự lòng trấn an rằng bản thân mình phải cố lên, vì chính tình cảm này không phải ai cũng có thể tìm đến. Gạt bỏ tất cả lời nói ở xung quanh, mặc kệ ai chỉ trích vẫn cứ nắm, dù cho có là mong manh. Thử hỏi trên thế gian những ai đã không một lần mắc phải tình trái ngang. Nếu có một điều ước, điều trước tiên tôi ước là ước khoảng cách giữa người và tôi sẽ không xa. Ước gì tôi được ôm người từ phía sau khi người cần, ước chi bàn tay tôi được dìu người dẫu cho người chẳng cần. Và có lẽ đằng sau những lời tôi thốt ra, phía sau nụ cười tôi đang mang là con tim yếu mềm dễ sa ngã. Một câu thay cho mọi thứ, người đừng xa, xin người đừng bỏ tôi ở lại cùng với không gian đêm tư lự. Có chắc người sẽ chờ hay là chỉ đứng nhìn từ xa? Có chắc người sẽ đợi hay chỉ đứng nhìn dòng người qua? Có chắc người sẽ nắm nếu tôi đưa tay một lần nữa? Có chắc tình sẽ vẫn nếu ta yêu nhau một lần nữa? Có chăng hạnh phúc tồn tại nếu như cả hai biết nắm lấy? Có chăng tình yêu chỉ là sự thật là khi cả hai cùng nắm tay? Nếu như ta bỏ qua hết lỗi lầm cùng nhau bước tiếp đoạn đường đó, thì biết đâu đến một ngày có lại cảm giác mà ta vẫn thường có. Hãy bên anh thêm một lần nữa, có được không em? Nắm tay anh sẽ dắt em ra khỏi bóng đêm. Nếu chấp nhận thì anh mong em hãy trả lời, đừng bắt anh lẻ loi để chờ em đến cả đời. Hãy để quá khứ nằm ở phía sau đi, tiến về phía trước em hãy bước thật mau đi. Anh sẽ chờ em đó, chờ em ôm từ phía sau, chờ đến khi nào cũng có thể là phải chờ đến kiếp sau. Tôi xin người đừng buồn, hãy nhớ một điều có được không? Tôi yêu người bằng cả niềm tin, bằng cả những gì tôi hy vọng. Mong một ngày được gần nhau, trong một ngày không thương đâu người làm tôi khóc. Ừ, tôi chịu được mà, vì đối với tôi đặt cảm giác đó lên trên nỗi vất vả. Người là người cuối cùng mà tôi đặt ở ngực trái. Cuộc sống này tôi chỉ cần người đi cùng trên quãng đường dài. Lời cuối cùng tôi xin người đừng phôi phai.